Xin chào các bố mẹ, ngày hôm nay hãy cùng nói với một chủ đề mà mình nghĩ là sẽ là khá đau đầu với rất là nhiều bố mẹ có con nhỏ. Đó chính là chủ đề ăn dặm. Theo mình thì việc bố mẹ cho con ăn dặm theo kiểu nào, kiểu Nhật, kiểu Ý, kiểu Mỹ, kiểu Tây Ban Nha hay là Ai Cập, kiểu gì đi nữa thì thực sự không quan trọng bằng việc chúng ta phải tuân theo những nguyên tắc ăn dặm nào. Và sau đây là những nguyên tắc mà mình nghĩ bố mẹ nào cũng nên thiết lập để ăn dặm thật sự trở thành một trải nghiệm vui vẻ của các bạn bé và cũng là trải nghiệm rất là nhẹ nhõm thảnh thơi của cả nhà nữa. Trong nuôi dạy con thì bản thân mình luôn luôn quán triệt rằng ăn là quyền lợi và trách nhiệm cơ bản của con, và ăn là một trong những nhu cầu cơ bản của con người nữa để chúng ta có thể tồn tại. Thế nhưng hơn nữa, mình nghĩ là tất cả các bạn cũng sẽ đồng ý với mình, ăn còn là một trong những thứ vui và cách hưởng thụ cuộc sống. Nếu mà phải ăn trong tâm thế không vui vẻ này, bị ép ăn hoặc là vừa ăn vừa bị quát mắng, dọa nạt, thì cơ thể của bé sẽ sản sinh ra cortisol, là một loại hormone stress làm bé kém tăng trưởng, trầm cảm, hung dữ, bạo lực vân vân. Nhất là có nhiều bố mẹ mình thấy hay dọa ma này, hoặc là dọa chủ công an, hoặc là ông ba bị vân vân, là tất cả mọi cách cho các bạn ấy sợ để các bạn ấy ăn. Vì thế nguyên tắc đầu tiên với tất cả các bữa ăn ở nhà mình đó là giờ ăn luôn luôn phải là giờ vui vẻ của cả các con và của cả nhà nữa. Để có thể hứng thức ăn dơ như thế này, và bạn ấy sẽ được thoải mái bầy bừa mà không lo bẩn quần áo. Chiếc yếm này là nhựa mềm lại có nút gài cổ, thế nên là hoàn toàn có thể điều chỉnh được sao cho phù hợp với cổ của bạn ấy. Khi bạn ấy có thể lớn lên một chút nữa thì vẫn có thể dùng được. Bạn bánh mì này đã bứt tung mấy cái yếm cũ chỉ vì khó chịu và vướng víu. Chỉ mỗi cái này là thoải mái và bạn ấy có thể chịu đeo và đeo được đến tận ngày hôm nay. Chiếc yếm này rất là mềm, có thể gập gọn lại khi đi ra ngoài, lại còn bằng nhựa nữa, nên là khi bẩn thì hoàn toàn có thể rửa lại bằng nước, sau đó lau khô là dùng được tiếp luôn. Chất liệu nhựa là nhựa PP, thế nên là tuyệt đối an toàn với các bạn nhỏ.
Có rất nhiều bố mẹ lo lắng khi các bạn bé từ chối ăn tất cả những món ăn mà mình đã kỳ công chuẩn bị cho bé. Bố mẹ thường sợ con bị đói, nên là thường tìm ngay cho bạn ấy một phương án thay thế để giúp các bạn ấy cầm cự qua bữa, như là sữa này, bánh kẹo, bim bim hay là những đồ ăn vặt khác. Tuy nhiên theo mình, chúng ta nên loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ rằng nếu không ăn một bữa hay kể cả vài bữa thì bé có thể sẽ bị đói lả đi này, hay tệ hơn là bị tụt huyết áp. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng các em bé trong tình trạng sức khỏe bình thường sẽ có hệ thống kiểm soát nội bộ hoàn hảo để không bao giờ ăn quá no hoặc là ăn quá đói. Vì thế, dù bé lựa chọn không ăn, bố mẹ hãy bình tĩnh, chờ đợi và tiếp tục mời bé ăn trong những bữa tiếp theo mà không cần thêm các món ăn vặt nhé. Để con tiêu hao bớt năng lượng và có cảm giác đói, bố mẹ có thể cho con ra ngoài chạy nhảy này, tham gia vào các hoạt động thể thao ngoài trời. Ngoài ra, chúng ta cũng cần đảm bảo khoảng cách hợp lý giữa các bữa ăn, thường là từ 2 đến 3 tiếng. Vì sao? Vì dạ dày của các bạn nhỏ chỉ bằng 1/5 thể tích dạ dày của người lớn. Và từ 1 tuổi trở lên thì dạ dày của bé sẽ có dung tích khoảng 200ml, tương đương với một chiếc bát con thôi. Và bản thân mình thì tuyệt đối không bao giờ tin vào sự thần kỳ của các loại thuốc kích thích ăn uống. Mình chỉ tin vào những gì tự nhiên và xuất phát từ nhu cầu của cơ thể con. Chỉ có đói mới có thể khiến các bạn ấy thèm ăn thực sự. Đối với bé thì bố mẹ sẽ là người gần gũi nhất và cũng có ảnh hưởng lớn nhất tới bé. Chúng ta không thể mong một em bé ăn uống lành mạnh nếu như chính bản thân bố mẹ lại không như vậy. Vì thế, để con tập trung vào ăn uống thì chúng ta không thể nào vừa ăn vừa xem TV hay nghịch điện thoại, ít nhất là trước mặt con. Tất cả các phương pháp ăn dặm đều nhắm tới một mục tiêu cuối cùng, đó chính là bé có thể tự ăn, yêu thích ăn uống và có một chế độ ăn uống lành mạnh. Vì vậy, bố mẹ đừng quá căng thẳng, không có quy định 100% nào về việc ăn dặm cả. Nếu thấy quá là rối bời và quá là phức tạp với các phương pháp ăn dặm, ăn kiểu nọ kiểu kia, chỉ cần ghi nhớ những nguyên tắc vừa rồi thôi. Đó là 4 nguyên tắc trong bí kíp ăn dặm của mình đã chắt lọc được qua quá trình ăn dặm của hai bạn Daisy và bạn Bánh Mì. Và hy vọng rằng với những chia sẻ này thì các bố mẹ sẽ tự tin đồng hành cùng các con trong hành trình ăn dặm thật là vui vẻ nhé.